đội mô tô phân khối lớn. À trèo chắc trèo lên trên kia. Phải đấy. Lên được hết. Kinh. Thôi. Tí nữa thì lâu lắm rồi mới lại quay video cho anh em xem nhá. Thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem con diều 6m khi mà các bạn thả nó sẽ như nào. Đây, cho anh em chiêm ngưỡng. 6m này các bạn. 6 à. Đấy mấy anh em hôm nào lại phát. Đi đây. Không thả luôn à? Carbon. Carbon 6m. Quả này chắc là cũng căng lắm đấy. Nếu mà gió này thì chắc phải tầm 4 người kéo, 3 người kéo hay 4 người kéo cũng được. Không, chỉ cần 3 người thôi. 3 người thôi. Quan trọng là có gió hay không, nếu mà không có gió thì mấy người kéo cũng tạm. Trả lên được. Quả này nhìn trông mắt trông phê. Lên cầu lên hồ. What? 5 người kéo. Nghe nó kêu cũng ác đấy. Ra đường đầu này nhá. Hôm nay gió hơi bé rồi. Này nó bổ xuống thì chắc cũng vỡ đầu ấy. 3 người. Đấy. Gió này hơi bé. Gió hôm nay là bé quá các bạn ạ. 6 mét thì chắc tầm này không lên được đâu. Vì gió nó bé quá. Thấy quả. Bỏ bớt anh. Để cộng thôi, cộng 2 thôi. Sàn này phải hơn cân đi cân. Nhẹ bớt được chắc là lên được. Mấy em không phát nữa rồi, không ấy rồi, vác rồi. Rồi lại nhá. Cỡ 3 người thả lên con luôn. Tháo ngọn ra, tháo ngọn ra để cho nó lên. Nhưng mà lên nghe sáo nó không đủ gió, kêu nó không phê. Nghe nó ấy lắm, bé lắm. Cái này cứ phải gió thật to. Buộc chắc vào cái tung phát lên luôn. Chỗ này đi. Đây đi. Làm sao đây? Chúc cánh. Thôi, xuống rồi. Xuống rồi. Xuống luôn à. Ê, vẫy. Mẹ mày dây xuống phát bây giờ đập sao xuống. Nhanh lên, mẹ đi thông thả cái rồi. Cho căng dây nó luôn đi. Một người đu luôn. Đất trời. Kiểu đu quen rồi nên một người đu được. Còn tay dép thì không găng tay luôn. Đất trời 6 mét không cần găng. Cũng ác ấy. Cái đội xe đi hình nó ra đây thì sao? Cho bọn địa hình nó đi anh ơi. Cho bọn địa hình nó đi hết này. Nào như ăn cướp. Sợ quá. Rồi đấy. Giờ sẽ cho con 6 mét lên nha các bạn nhé. Đây là 6 mét này của đội anh em chơi Hà Nội đấy các bạn ạ. Tháo ngọn ra còn để là 2 con thôi. Chắc là lên được. Lên rồi. Ok, ngon lên luôn. Nó gió này nó không đủ để cõng ngần cái sáo. Con này cứ vít tới tầm của nó nghe. Dây buộc ra. Ủa vậy. Kinh không? Vãi.
Nó vẫy hả các bạn nhìn kìa. Kêu như máy bay. 6 mét đấy các bạn. 6 mét đấy. Ở đầu này là mấy anh ấy buộc dây sẵn ở kia rồi. Thế là chỉ cần thả dây ra là tự nó lên thôi. Đấy. Nhìn mắt. Hai quả trên. Hai quả này nó mới kéo được, gió này không chơi được. Nó bé quá. Tôi kéo này một mình làm sao kéo được anh? Không, hai người kéo. Gió này kéo được không phải, còn tự gió lại vậy. Bị trận gió lại, chết quả đấy. À, con kia lên vít gió vít sáo luôn. Có khi kéo đứt tay ấy nhỉ. Hôm nọ nhờ mấy thanh kia kéo được cái hôm đấy. Gió to thật. Ôi, tầm này chắc là ổn ổn rồi. Hôm nay gió xuôi chiều này đẹp đấy anh nhỉ. Chiều này đẹp. Đang tiếng sáo của mình nhỉ. Sáo này của con vàng vàng ấy kìa. Toàn cảnh ở đây. Ê. Cám ơi, mày đi mẹ đi, ngồi đây làm cái gì? Diều lao. Gọi dân chơi. Dân chơi hết đấy. Ôi, con kia sao bổ xuống kìa ấy. Đấy, nó là cả to luôn kìa. Đấy, cái này. Con này anh thả mấy trăm anh? Cái này chắc hơn trăm rồi chứ đúng không? Chắc hơn trăm rồi. Ngắn. Con này kéo thì nó đỡ khổ. Đúng rồi, thả vừa. Đây mà thả ấy quá thì... À quên lắp đèn nữa đi. Quên lắp đèn. Ok thôi nhá. Bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong video sau. Nhớ lại cho mình xin đăng ký kênh ấy, bye bye. Tôi đi về đây. Ôi chào mấy anh nhá, em về đây. Đây là đi ra theo đường chính ngạch các anh em này. Lúc đấy là mình trốn vé đấy. Mình trốn vé vì đi đường kia đấy, bây giờ đi ra rồi. Ở đây là toàn đầu vào này, đây đẹp thật đấy. Nhưng mà lúc đầu vào đây là mình đi theo đường ven bên chân cầu vào đây. Ê, ra đây chắc là mất vé. Các bạn có thể nhìn thấy. Ê, ở đây vé với nước, ở đây họ bán vé với nước. Ê, cái. Ở đây chụp kỷ yếu, kỷ eo gì ở đây này. Vườn nhãn Long Biên. Ê, đây là vườn nhãn Long Biên. Vào đây là mất vé. Như mình vào đây là lậu. Ê, thôi, giờ đi về thôi. Hello anh em nhá. Xin chào anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em trong video sau. Nhớ để lại cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Bye bye. Bye bye.